Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Sau Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Mới đây thì trường chết hạn đã khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng với tốc độ ngã ngựa nhanh nhất từ trước tới nay. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Mỹ Nam Sơn Hà Lệnh đã từ đỉnh lưu của xe buýt bay thẳng ra chuồng gà vì bị cấm sóng toàn diện vì lùm xùm thiếu hiểu biết lịch sử. Không chỉ toang luôn sự nghiệp, Mỹ Nam này còn khiến nhiều đồng nghiệp phải lao đao nữa. Thứ nhất, Công Tuấn. Đầu tiên, không thể không gọi tên Công Tuấn, couple số 1 trên màn ảnh của Trường Chết Hạn. Cùng bút sáng nhờ bộ phim đa Mỹ Sơn Hà Lệnh, tên tuổi của Công Tuấn và Trường Chết Hạn thường được gắn liền với nhau. Cũng vì vậy, Công Tuấn là một trong những ngôi sao bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì lùm xùm của Mỹ Nam họ Trương. Theo thông tin tìm hiểu được thì bộ phim Sơn Hà Lệnh, bộ phim làm nên tên tuổi của Công Tuấn cũng được trang Youku lên tiếng xác nhận là sẽ gỡ bỏ. Và đây là một bộ phim đa Mỹ được rất nhiều khán giả yêu thích. Ngoài ra thì một bộ phận người hâm mộ Trương Chết Hạn đã có hành động quá khích, để lại hàng loạt bình luận trên trang cá nhân của Công Tuấn như Chết Hạn bị như vậy mà anh có tâm tư nhận quảng cáo tuyên truyền à. Có thể thấy hành động này của người hâm mộ Trương Chết Hạn là khá kém duyên, đây quả thực là một cú tai bay vạ gió đối với Công Tuấn. Có lẽ Công Tuấn có thể cạnh tranh ngôi vị thánh nhọ với Cúc Tịnh Y khi cả hai cùng có phim bị gỡ bỏ vì lùm xùm của Trương Chết Hạn. Hơn nữa thì nàng mỹ nữ 4.000 năm còn đi tong luôn cả hai bộ phim hot hit là Vân Tịch Truyện và Như Ý Phương Phi. Ngoài ra thì netizen còn lật lại việc Trương Chết Hạn từng có hành động đụng chạm thiếu tế nhị với Cúc Tịnh Y khi quay phim. Có thể thấy rằng mỹ nhân Như Ý Phương Phi quả thực hơi bị đáng thương. Thứ ba, Hồ Ca. Hồ Ca cũng có mặt trong danh sách này, tại sao vậy? Hóa ra là Trương Chết Hạn từng góp mặt trong bộ phim Làng Nhà Bảng do Hồ Ca diễn chính. Nói thật lòng thì Làng Nhà Bảng là tác phẩm ấn tượng nhất của Hồ Ca cho tới thời điểm này và khiến cho người xem hoài không chán. Hiện tại khi Trương Chết Hạn bị lật xe thì chắc chắn bộ phim này cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Theo thông tin tìm hiểu được thì bộ phim Làng Nhà Bảng đang chiếu trên đài truyền hình đã cắt hết những phân cảnh của Trương Chết Hạn. Tuy nhiên thì trên mạng xã hội vẫn râm ran tin đồn về việc phim có nguy cơ bị gỡ bỏ khiến mọi người đứng ngồi không yên. Xem ra Hồ Ca đúng là người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống. Thứ tư, Hách Bình. Ngoài những tác phẩm có nguy cơ bị gỡ bỏ thì còn hàng loạt những dự án có nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn vì lùm xùm của Trương Chết Hạn nữa. Mới tháng 4 vừa qua thôi, đoàn làm phim Phục Cổ Thần Thám còn vui vẻ tung poster của Trương Chết Hạn và nam diễn viên thực lực Hách Bình. Theo những gì hóng được thì đây là bộ phim về đề tài trinh thám hình sự xoay quanh bộ đôi cảnh sát một già một trẻ là Hoàng Vệ Bình do Trương Chết Hạn đóng và Lý Minh Phong do Hách Bình thủ vai. Nghe qua thì có vẻ hấp dẫn đúng không nào? Thế nhưng thì giờ đây bộ phim này đã chắc suất bị mắc cạn, khả năng cao là công sức của nam diễn viên Hách Bình sẽ đổ xuống sông xuống biển rồi. Thứ năm, Lê Nhất Huyên. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy cái tên Lê Nhất Huyên hơi lạ tai đúng không? Đây là nữ chính nên duyên với Trương Chết Hạn trong bộ phim Nhất Kiến Bất Khuynh Tâm đó. Được biết cặp đôi sẽ biến hợp đồng tình yêu thành mối lương duyên trên màn ảnh khiến cho mọi người vô cùng háo hức muốn đặt cạch hóng phim. Thế nhưng giờ đây thì chắc chắn Nhất Kiến Bất Khuynh Tâm sẽ được chôn chăn kín mít, chưa chắc đã có ngày thấy ánh mặt trời. Thứ 6, Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn cũng xếp trong hàng ngũ sao số nhỏ vì có phim hợp tác với Trương Chết Hạn đang chờ lên sóng, đó chính là bộ phim Chiều Ca do Vũ Chính cầm trịch. Chiều Ca có sự góp mặt của dàn diễn viên chính đình đám như Trương Chết Hạn, Ngô Cẩn Ngôn, Bảo Kiếm Phong, Hứa Khải, Trung Hân Đồng, Ngô Giai Di, Lý Nhất Đồng. Mà giờ thì phim của Ngô Cẩn Ngôn có hấp dẫn thế nào cũng chẳng thoát khỏi kiếp gặp hạn vì lùm xùm của Trương Chết Hạn. Thứ 7, Park Min Jong. Mỹ nhân xứ sở kim chi Park Min Jong cũng có mặt trong danh sách khi nên duyên với Trương Chết Hạn trong bộ phim Thành Thời Gian. Theo thông tin tìm hiểu được thì bộ phim Hoa Hàn này đã gặp nhiều trắc trở về chính sách của Cục Điện ảnh Trung Quốc. Mà đến giờ thì khi các quy định đã được nới lỏng hơn thì lại gặp việc nam chính bị cấm sóng. Đúng là không có cái đèn nào bằng cái đèn này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!